Tùng Vân, ông lấy cái đứa con gái của ông Đúng. đẻ ra hai đứa con, ba đứa con, Lấy hai đứa con gái đẻ ba đứa con. lấy hai đứa gái đẻ ba đứa con, Đúng. và trong ba đứa con đó là có đi thi Thì cái thách thức thách thức danh danh hài hài. Đúng rồi. à, Đúng rồi. cũng bây giờ vẫn còn ở đó luôn. Vẫn ở đó. Coi như là ông Lê Là Tùng Vân sao, hiện bây giờ vẫn là còn sống sống với luôn, hai người vợ. Sống chung luôn một quan tâm. Vẫn tồn tại Sống với luôn. hai người vợ, là một người là À, vợ, một người là bởi vừa em lo con vừa tại vợ. vì anh ghi đây mà anh sợ nó sai nè. Thứ nhất đó là Trời ơi trời, một người là vợ, một người là vừa con vừa vợ. đó, phải nói à, như vậy. tức Trời là ơi. ông Lê Tùng Vân này á, là ông có bà vợ là bà Cúc đúng không, Đúng. mà ông lấy luôn bà mẹ bà Cúc nữa, Không. bà mẹ vợ. Không, mà Cái không là trước phải đó, cái đó là trước trước đó, đó năm mà mười năm về trước. à, 10 À, năm về trước đúng. là ông lấy luôn bà mẹ vợ, có nghĩa Mấy là mẹ của bà Cúc. là đúng rồi, không mẹ của không, bây giờ cái đó là mình không nói được, mình chỉ biết là nói là lấy mẹ, lấy vợ xong lấy mẹ của vợ, À, lấy lấy mẹ mẹ của vợ vợ luôn, tức rồi là lấy hai mẹ con, rồi xong rồi mới rồi đẻ ra hai đứa con gái nữa. chưa Xong chưa rồi, xong rồi cái bà này có một đứa cháu, lấy cháu luôn, là lấy mẹ vợ lấy cháu vợ, lấy mẹ vợ lấy cháu vợ. rồi bà vợ đẻ ra con lấy luôn con của À, vợ. rồi bà vợ đẻ ra con lấy Nó luôn về con vợ, nó rồi về lấy nói luôn em ruột mình, như là tôi sinh là ra đẻ em ruột ra mình, con. là em ruột của ổng là mẹ của con, là con là sản phẩm lận lưng, Em ruột cũng là vợ. em ruột cũng là vợ luôn, nhưng mà chết rồi bà, chết mất rồi. Tội nghiệp Bó tay, vừa là cha mà vừa là gì, cậu vừa là cậu, cậu vừa à, là vừa ông cha vừa cậu, bà nội là vừa bà nội vừa bà khó ngoại. kêu lắm, Bây khó giờ kêu không kêu được, thì cha kêu sao, kêu đâu trời kêu được. ơi. Dạ, Bây giờ thí dụ như con của Tùng á, đáng mà lẽ quyền kêu sao bằng mình ông chứng ngoại kiến cậu, nhưng mà con của Tùng cũng có thể kêu ông nội.